Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi đây. Và ngày hôm nay thì Tini xin mời các bạn cùng với Tini đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi khá là hóc búa và cũng rất là dễ gây nhầm lẫn trong việc chăm sóc da nữa. Đó chính là liệu chúng ta đã tẩy trang sạch 100% những cái cặn trang điểm còn sót lại trên da mà mắt thường mình không nhìn thấy chưa? Mình tin khi mà được hỏi câu này thì chắc chắn 99% các bạn sẽ tự tin trả lời rằng là các bạn đã tẩy trang sạch 100% rồi, đúng không? Trước đây thì Tini cũng vậy á, Tini rất là tự tin về cái khả năng tẩy trang của mình. Mình nghĩ là mình đã tẩy trang sạch rồi, sạch cái lớp makeup rồi, sạch bụi bẩn bla la các thứ trên da mình rồi. Nhưng không, có một sự thật phũ phàng, vô cùng phũ phàng luôn, là ngày hôm trước Tini mới vừa đi soi da thì Tini mới phát hiện rằng là da của mình không có sạch như mình nghĩ. Sâu bên trong lỗ chân lông của mình còn có rất là nhiều những cái cặn trang điểm nè, rồi bụi bẩn li ti nè, rồi những cái tuyến bã nhờn á nằm chen chúc trong lỗ chân lông của mình, thật sự là rất là khủng khiếp các bạn ạ. Soi da xong mới phát hiện là hóa ra trước nay mình bị ảo tưởng các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là da của mình đã sạch rồi nhưng mà thật ra thì cũng còn khá là bẩn á. Và nãy giờ nếu như mà bạn nào trả lời rằng là bạn đã tự tin 100% tẩy trang sạch rồi á thì các bạn nên đi kiểm tra lại bằng cách là soi da thử đi xem như thế nào. Tại vì thật ra những cái bụi bẩn do cặn trang điểm với lại bụi li ti á, nó nhỏ xíu mà các bạn sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường đâu. Và sau ngày hôm đó thì Tini đã quyết tâm cải thiện lại làn da của mình bằng cách là thiết lập lại quy trình làm sạch sâu cho da. Và trong đó quan trọng nhất là bước tẩy trang nha các bạn. Thì hiện tại tình trạng làn da của Tini là da hỗn hợp, và mũi của Tini thì có nhiều tuyến bã nhờn. Tuyến bã nhờn thì nó không phải là mụn đầu đen nhưng nó cũng làm cho cái mũi của mình có nhiều cái đốm đen, nó không có được đẹp. Cho nên là Tini ưu tiên chọn tẩy trang có những tiêu chí như sau. Sản phẩm phải đến từ một thương hiệu uy tín nha. Đặc biệt gần đây thì Tini hay ưu tiên chọn dược mỹ phẩm, vì dược mỹ phẩm được nghiên cứu và kiểm chứng bởi các bác sĩ nè, chuyên gia da liễu, nên có thể yên tâm về độ an toàn và hiệu quả. Mình ưu tiên dùng dạng nước micellar water, bởi vì nếu như mà dùng dạng dầu á mà mình không nhũ hóa kỹ sẽ rất là dễ bị bít và tắc lỗ chân lông. Chọn những dòng tẩy trang không cồn, không hương liệu và không chất tạo màu, không chứa chất hoạt động bề mặt quá mạnh, và nên có chất làm dịu, kháng viêm, và quan trọng nhất là phải tẩy trang sạch sâu nữa nha. Dựa trên những tiêu chí đó thì Tini đã chọn ra được một em nước tẩy trang ưng ý, đó chính là Eucerin Acne and Makeup Cleansing Water. Thì gọi ngắn gọn em này có tên tiếng Việt đó chính là nước tẩy trang trị mụn Raw Acne nha các bạn. Eucerin là một thương hiệu dược mỹ phẩm của Đức cho nên là rất là uy tín luôn, và được rất là nhiều tín đồ làm đẹp cũng như là bác sĩ da liễu khuyên dùng á. Tini thì Tini biết đến cái hãng này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mãi tới hôm nay thì Tini mới có cơ hội dùng thử cái em tẩy trang này. Và khi mà Tini super soi vào thành phần của em này á thì Tini thấy là em này không có cồn nè, không có chất tạo màu nè, không có hương liệu nè, cho nên là những bạn da nhạy cảm với lại da mụn là vô tư dùng luôn nha. Đặc biệt trong thành phần của em này còn có chất cấp ẩm quốc dân, đó chính là HA, có khả năng giữ nước siêu xịn luôn các bạn, giúp cho da mình mịn hơn, mướt hơn rất là nhiều. Thông thường khi mà chọn một sản phẩm làm sạch đó thì Tini rất là ngại những cái chất hoạt động bề mặt quá mạnh, vì như vậy nó sẽ làm cho da mình bị khô rồi bị căng kích rất là khó chịu nữa. Nhưng mà may quá cái em Eucerin này thì Tini thấy trong thành phần đó, có cái hợp chất APG, thì cái hợp chất này sẽ giúp cho da mình làm sạch sâu hơn nhưng mà vẫn rất là dịu nhẹ cho làn da, kể cả là da nhạy cảm luôn. Và trong cái em này thì có một thành phần mà Tini cực kỳ ấn tượng luôn, đó chính là thành phần arginine. Thì em này có khả năng làm dịu làn da đang bị kích ứng nha các bạn, rồi có khả năng kháng viêm nữa, cho nên là giúp cho mình điều trị mụn cũng như là ngăn ngừa mụn rất là tốt luôn. Đó, nãy giờ những cái thành phần mà Tini đọc lên toàn là những thành phần đẹp như mơ không, đúng không các bạn? Nhưng mà đó cũng chỉ là lý thuyết thôi các bạn. Em này có thật sự hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nữa, ví dụ như là nồng độ của từng loại thành phần nó như thế nào, bla bla các thứ nữa. Và để biết em này có thật sự hiệu quả trên làn da của mình hay không, cũng như là tẩy sạch những cái lớp trang điểm 100% hay không, thì các bạn nhớ theo dõi hết video của mình nha. Và để thử khả năng tẩy trang của em này thì mình đã cố tình trang điểm với những cái sản phẩm toàn là độ bám cao không à. Ví dụ như là nền này là nền chống nước này nha. Màu mắt của mình với lại eyeliner cũng là chống nước luôn á. Son môi thì mình cũng là son siêu bám luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tẩy thử cho các bạn xem ha. Cái quá trình tẩy trang thì chắc có lẽ Tini không cần nói nhiều thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Mình chỉ cần đổ tẩy trang qua bông như thế này. Sau khi mà nước tẩy trang đã thấm đều bông rồi á thì mình bắt đầu nhẹ nhàng lau lên trên da. Đây, lau như thế này đây. Các bạn lưu ý là khi mà phần mắt thì mình để vào trên mắt của mình tầm khoảng 4 đến 5 giây rồi mình hả lau nha. Như vậy thì cái khả năng tẩy sạch nó sẽ tốt hơn nè.
Và các bạn nhớ nha là mình vẫn cái thao tác như trước giờ, đó chính là từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài nha các bạn. Các bạn đừng nên làm ngược lại, như vậy thì da của mình sẽ bị chảy xệ rất là xấu đó. Tini thì Tini thích tẩy trang phần mắt trước rồi Tini mới tẩy trang đến những cái vùng mặt. Nhưng mà các bạn có thể làm ngược lại vẫn được, nói chung là tùy vào cái thói quen của mỗi người thôi. Nhưng mà lưu ý là phần mắt thì các bạn giữ trong khoảng 4-5 giây là được. Hôm nay mình tẩy trang không cần gương luôn các bạn. Nhắm mắt và tẩy trang luôn á. Tẩy theo thói quen luôn á. Đó thì các bạn thấy là cái vùng mắt của mình tẩy sạch hoàn toàn luôn ha. Nè. Ôi. Không có còn bị lem nhem đâu nha. Đặc biệt là mascara của mình với lại eyeliner của mình toàn là những cái lỗi chống nước không. Nhưng mà mình tẩy một cái là hết trơn. Rồi bây giờ mình sẽ tẩy tiếp tới vùng môi. Môi cũng vậy luôn nha các bạn. Các bạn giữ tầm khoảng 4-5 giây rồi các bạn hãy tẩy nha. Mình thấy em này không có mùi, không có mùi nhiều đâu nha. Những bạn nào mà không thích mùi trong mỹ phẩm thì dùng em này cũng rất là hay nữa đó, cũng rất là ok luôn á. Cái cảm giác của em này ở trên da mặt của mình thì cũng khá là dịu nhẹ nữa, hoàn toàn không có gây cho mình khó chịu hay là khô rít gì cả, rất là dịu nhẹ, không có bị nhờn rít đâu nha các bạn. Mình thấy rất là tự nhiên luôn á, rất là dễ chịu. Để trang xong rồi nè các bạn ơi, trời ơi mình rất là thiếu tự tin khi mà để mặt mộc. Bây giờ mình sẽ dùng nước hoa hồng ha, để xem coi là cái tẩy trang này nó còn sót lại cặn trang điểm hay không. Với lại là dưỡng tẩy trang xong thì mình cũng nên dùng nước hoa hồng để mà dưỡng lại làn da của mình chứ. Và bây giờ mình cũng dùng là mình kéo từ trong ra ngoài và mình kéo từ dưới lên trên nha các bạn. Nhớ đừng làm ngược lại nha. Đây các bạn thấy cái bông tẩy trang của mình sau khi mà thoa nước hoa hồng lên trên da thì còn trắng tinh luôn ha. Chứng tỏ là cái em tẩy trang này đó là tẩy rất là sạch, không có còn cặn trang điểm hoặc là còn sót lại bụi bẩn ở trên da của mình đâu. Đây. Và sau khi dùng cái em tẩy trang này thì da mình cũng rất là mướt nữa. Mình cảm giác là không có bị khô rít khó chịu gì hết trơn á. Và mình sẽ tiếp tục lặp lại cái chu trình tẩy trang như thế này trong 4 tuần nữa. Rồi sau đó mình sẽ đi soi da lại coi là da của mình đã có sự thay đổi như thế nào ha. Các bạn thấy khi mà tháng trước á mình soi da thì lỗ chân lông á có rất là nhiều những cái đốm vàng to và nhiều nữa, thì chứng tỏ là da của mình bị bít tắc á các bạn. Còn bây giờ khi mà sau một tháng mình soi da lại á thì da của mình đã được thông thoáng hơn nè, lỗ chân lông không có còn bị đóng cặn trang điểm cũng như là bụi bẩn nữa. Nhờ vậy á mà cái tuyến bã nhờn trên mũi mình nó cũng giảm đi rất là nhiều nữa. Trên màn hình các bạn thấy là không có còn những cái đốm vàng quá to và nhiều nữa ha. Ôi, vậy là cuối cùng Tini đã tìm ra được nước tẩy trang chân ái cho mình rồi các bạn ơi. Nói quá trời nói luôn, nhưng mà tóm lại rằng là các bạn hãy đi soi da để kiểm tra coi là da của mình đã sạch xong hay chưa nè. Với lại các bạn nên chọn những loại tẩy trang nào mà có khả năng tẩy hết đi những cái lớp cặn trang điểm cũng như là bụi bẩn li ti nằm sâu bên trong da của mình. Bởi vì suy cho cùng thì da mình có sạch thì mới khỏe và láng mịn được, đúng không các bạn? Đặc biệt là những bạn nào da mụn, da mình phải thật là sạch đó thì mới có thể điều trị mụn tốt hơn được. Và cuối cùng nếu như bạn thấy clip này hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ Tini nha. Còn bây giờ thì bye bye.